Rồi chào anh Chí, anh Chí ơi. Rồi chào em, chào tất cả bà con cô bác đang xem kênh ha. Em tên Chí, em ở địa chỉ là ấp Ninh Thới, xã Thới Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại em là 0937564260, cũng là Zalo luôn nha bà con. Hôm nay em có đem về là 21 cây nguyệt quế thành phẩm nha bà con. Qua nhạo giao lưu cùng bà con cô bác. Rồi đầu tiên là cây số 1. Để em đổi chiều cao đó chị. Rồi chiều cao tính là 1,5m nha bà con. Đọc số điện thoại cho em. Số điện thoại anh gọi đó em. Số điện thoại là 0937564260, cũng là Zalo luôn nha bà con. Zalo tên Chí với Hấu nha bà con. Rồi cây này chủ nhà vô dây lâu lắm rồi nghe bà con. Còn dây em để đó cho bà con thấy luôn ha. Quay vòng đi anh, quay kỹ. Quay nhạo nó rất là đẹp nha bà con. Lúc chị cành đủ luôn anh. Chị cành đầy đủ. Cổ luôn nghe bà con. Nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng nha bà con. Đế không môi ha. Đế không môi, để nguyên thủy luôn. Cái mạnh cây nha. Ừ. Tại một cây tàn đâu có môi đế làm gì. Rồi để đo cái hoành của nó. Hoành là 27. Rồi. Rồi. Thân sắn luôn. Thân nó rất là sắn, nó già nha bà con. Nó u nằn hết trơn nè, giống như mai xù lên cục cục nè. Giống như xù nu nha bà con. Rồi cây số 1 em giao lưu bà con giá 3 triệu. Em bao cái ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Nguyệt quế lá chung lá sắn bông chùm nha bà con. Rồi xuống cây. Bánh đi. Rồi. Tiếp theo là cây số 2 nha bà con. Tên này em cắt bớt lá hơn cây kia chút xíu rồi. Nó cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tính tầng luôn nha bà con. Cái lô này nó già cây lắm rồi. Ghê quá, ghê. Chiều cao nó cũng là 1,5m nha bà con. Thân nó dặn, nó dặn mình, nó già, nu nần lắm nha bà con. Nãy quên đồ tán ngang đó rồi. Rồi tán ngang này nó 80 nha bà con. Quanh thân, quanh thân cái này cũng 27 luôn bà con ơi. Rồi cái số 2 em giao lưu bà con giá cũng 3 triệu luôn. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình nha. Đổi cây đi. Đây là số 3. Ừ, tiếp theo là cây số 3. Rồi chiều cao cũng 1,5m luôn nha bà con. Hoành thân nó 23. Tán ngang cũng 80 luôn nha bà con. Rồi cây số 3 này em giao lưu bà con giá 2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Xuống em nè. Đây là cây số 4. Số 4 là chiều cao được 1m. Tàn rất là tròn nha bạn. Rồi tàn ngang 1m1. Tài chi nó rất là cổ nha bà con. Dây nhôm còn trên cây luôn, em không có tháo ra luôn. Cái này là đế cũng tương đối đẹp. Rồi quanh thân vị trí này 22. Rồi cái số 4 này em giao lưu bà con giá 2.500.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha.
Heo là cây số 5. Cao nó được 1m2. Tán ngang nó 75. Chưa đo cái hoành nữa. Rồi hoành nó 22. Rồi giờ cây số 5 em giao luôn bà con, giá 2 triệu luôn bà con. Cây này thân nó sắn dữ lắm nha bà con. Nó nhỏ hoành thật nhưng mà cây này rất là đẹp. Người ta tạo dáng rất là lâu mới được như vậy nha bà con. Trái luôn. Rất là mạnh ha. Ừ. Bao sống rồi. Bao sống bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây là cây số 6. Rồi chiều cao 1m2. Tán ngang là 1m. Hoành nó 28. Rồi cây số 6 này em giao lưu bà con giá 2.500.000. Số 6 em 2.500.000 em bao phí ship toàn quốc cho con mình luôn nha. À, số điện thoại của em là 0937 564 260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Đây là cây số 8. Mấy cây này nó gân guốc chứ lắm à. Rồi chiều cao là 1m3. Tán ngang là 90. Để thoát thân cho này luôn đây. 50. Cây này đế nơm nha bà con. Dinh chưa đâu hoành em. Rồi hoành nó 26. Rồi cây số 7 em giao lưu bà con giá 2 triệu. Em bảo phí ship toàn quốc nha bà con. Số điện thoại em là 0937 564 260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Đây là cây số 8. Rồi chiều cao 1m2. Hoành thân là 27. Cái này có cái điểm khuyết của nó là có cái thẹo đây nha bà con. Lũa anh. Này thành đá luôn rồi em. Đá luôn. Để đều để cây này có đế nè. Rồi cây số 8 em vô luôn bà con giá 2.2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Đây là cây số 9. Chiều cao được 1m. Tán ngang cây này lớn dữ à. Tán ngang 1m2. Cái lô này nó rất là già cây nha bà con. Thân nó gần guốc lắm mà. À, cây này đẹp có dáng đổ xuống nè nha bà con. Mình trồng theo dáng đổ được nha bà con. Quái à. Ừ, hơi quái quái. Tàn tự nhiên cũng được mà tàn đổ cũng được. Rồi hoành nó được 26. Rồi cây số 9 em giao lưu bà con giá 2.800.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn. Đây là cây số 10. Cao nó được 80. Tán ngang được 75.
Hoành nó 23. Rồi cây số 10 em giao lưu bà con giá 2 triệu, giá 1 triệu 2. Em bao phí ship toàn quốc cho con mình luôn nha. Đúng rồi, nguyệt quế lá chung bông trùm. Số điện thoại là 0937 564 260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Theo là cây số 11. Cây này có củ đế cũng đẹp lắm nha bà con. Rồi, cao được 95. Mình đo vị trí này đi. 20. Cây cũ luôn. Cũ này lớn nha. Rồi, cũ này 37. Rồi, cây số 11 em Zalo bà con giá 1 triệu rưỡi. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Đây là cây số 12. Cao được 95. Hoành thân 20. Rồi cây số 12 này em Zalo bà con giá 1 triệu. Xuống đây. Rồi cái theo là cây số 13. Dập cái bao luôn. Rồi, cao 1m1. Mấy cây này là đa số là em không ngôi đế nha bà con. Nếu nó nổi lên mặt đất thì em môi không có nổi lên là em để nguyên luôn cho nó khỏe cây. Cái này hoành chưa hoành. Hoành 20. Cây số 13 này em Zalo bà con giá 1 triệu luôn. Cây số 14. Cao 1m5. Hoành 22. Rồi cây số 14 này Zalo bà con giá 1 triệu 2. Thần nó sắn lắm nha bà con, nguyên cái lô này luôn nha bà con chứ không riêng cây nào nha. Dặn mình luôn. Nó lên giống như sù nu vậy bà con. Đây là cây số 15. Cao là 100. Hoành là 23. Rồi cây số 15 em Zalo bà con giá 1.300.000. Em bao phí ship toàn quốc. Thật sự cái lô này thì hoành nó rất là nhỏ nhưng mà được cái nó tạo dáng từ nhỏ bà con. Để người ta làm cái cây này thành như vậy thì rất là lâu. Nên giá nó hơi cao chút xíu. Đây là cây số 16. Rồi, chiều cao là hết trước dây 1m5. Hoành nó 21. Rồi cây số 16 em Zalo bà con giá 1.200.000. Cây đẹp không? Cây này lô này cái nào nó đẹp đẹp quá. 1.200.000. Là cây số 17. Cao 90. Hoành nó 20. Rồi cây này em vô cây số 17 em Zalo bà con giá 1 triệu luôn. Xuống đây rồi.
Đây là cây số 18. Cao được 85. Hoành thân 22. Cây này có cành bay, cành phóng ra làm cây đỏ cũng được nha bà con. Mình bật xuống làm cây đỏ cũng được nha bà con. Rồi cây số 18 em vô lưu bà con giá 1.200.000. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Đây là cây số 19. Cao là 1m1. Tán ngang là 1m2. Hoành thân là 30. Rồi cây số 19 em vô lưu bà con giá 2.500.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây này nó nu nặng lên dữ lắm rồi nha bà con. Nó dặn mình, nó gân lắm rồi. Còn dây trên đó của chủ cũ luôn nha bà con. Rồi 2.500.000. Đây là cây số 20. Cao được 90. Hoành nó 22. Rồi cây số 20 này em zalo bà con giá 1.200.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Rồi tiếp theo là cây 21, cây cuối cùng của clip ngày hôm nay nha bà con. Cây này phong hơi cao một chút. Cao 1m5. Hoành 22. Rồi cây số 21 này em giao lưu bà con giá 900. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Số điện thoại em là 0937 564 260, cũng là Zalo luôn nha bà con. Rồi cảm ơn em, cảm ơn bà con thời gian qua đã ủng hộ em ạ. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Bà con nhớ ủng hộ em qua số điện thoại là 0937 564 260 nha bà con. Cảm ơn bà con.